Nghị định 137 quy định về việc cho phép người dân được bắn pháo hoa sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 1 năm 2021. Tuy nhiên, dù đã có tuyên truyền rộng rãi, nhưng đến thời điểm này, nhiều cơ sở kinh doanh các mặt hàng trang trí lễ Tết vẫn còn khá mơ hồ về quy định này. Ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. Con phố kinh doanh các mặt hàng trang trí ngày Tết tại khu vực chợ Kim Biên, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Dù là ngày cuối năm, thế nhưng khi hỏi mua loại pháo hoa mà người dân được đốt, nhiều chủ cơ sở kinh doanh tại đây vẫn chưa hiểu. Tất cả đều nghĩ rằng đó là loại pháo hoa kim tuyến mà họ được phép mua bán. Thì pháo bông á, pháo bông kim tuyến đó, vậy thôi. À, có bán chút chút à. Pháo kim tuyến cái đó Hà Nội sản xuất à. Nè cái pháo kim tuyến nè. Theo Nghị định 137, pháo hoa mà người dân được phép sử dụng là loại pháo hoa được sản xuất thủ công. Đây là loại pháo không có thuốc nổ, không gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe con người. Ngoài ra, chỉ có các cơ sở kinh doanh trực thuộc Bộ Quốc phòng mới được phép kinh doanh, mua bán các loại pháo hoa này. Khi mà người dân được sử dụng pháo hoa đó, thì chỉ được phép là mua pháo hoa ở các cái cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng. Và các cái cơ quan này là các cái tổ chức doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng thì mới được là sử dụng. Và người dân sử dụng là phải từ 18 tuổi trở lên và có đủ các cái hành vi là năng lực dân sự là đầy đủ thì mới được sử dụng cái pháo hoa này. Như vậy, đối với loại pháo hoa này, những cơ sở kinh doanh tư nhân sẽ không được mua bán. Hiện nay, lực lượng chức năng cũng quyết liệt triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không được phép kinh doanh nhưng vẫn cố tình vi phạm. Bên cạnh đó, người dân cũng cần tìm hiểu rõ loại pháo hoa nào được sử dụng để tránh vi phạm pháp luật. Từ năm 2021, Bộ Luật Lao động 2019 có hiệu lực. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường sẽ được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Tuy nhiên, đối với một số nghề và công việc do tính chất nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, người lao động sẽ được về hưu trước tuổi. Đối với những công nhân này, hàng ngày làm việc 8 tiếng chỉ tập trung vào cái trụ kim nhỏ, công việc mệt mỏi, nhiều áp lực. Nhiều lao động nữ sau 45 tuổi đã muốn nghỉ hưu. Tại vì kiểu ngành may này thì mình phải đòi hỏi cái sự tỉ mỉ. Nói chung là cũng làm được nhưng mà chắc là chỉ làm những cái bộ phận, sắp xếp những bộ phận kiểu đơn giản thôi. Chứ cái độ khó mà tỉ mỉ mà cần chất lượng cao thì chắc là khó. Theo khảo sát, phần lớn lao động đặc thù, lao động sản xuất trực tiếp không muốn tăng tuổi nghỉ hưu. Để đạt tuổi nghỉ hưu như hiện hành đã là khó, bởi tuổi nghỉ hưu bình quân của nước ta là hơn 54 tuổi. Khó cho doanh nghiệp về cái sắp xếp bố trí lao động dôi dư. Vì cũng đối với công nhân ngành điện, vì những người mà làm cái công tác mà làm việc ở trên cái lưới điện cao nguy hiểm, độc hại nguy hiểm thì là hàng năm phải kiểm tra sức khỏe 2 lần. Phần dôi dư đấy không đáp ứng được thì chỉ đi phụ việc hoặc chuyển về các cái công việc mà làm việc đơn thuần thôi. Nhưng mà do cái cải cách cải tổ của mình thì các cái bộ phận đấy hiện nay cũng cắt giảm, thậm chí là xóa bỏ đi. Thì cái việc mà bố trí như thế thì cũng không còn có các cái vị trí công việc để mà bố trí cho họ làm các cái công việc đấy được nữa. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, những lao động nặng nhọc, độc hại, suy giảm khả năng lao động và ở vùng đặc biệt khó khăn thì có cơ chế điều chỉnh tuổi nghỉ hưu phù hợp. Và trên cơ sở đó, những người làm công việc nặng nhọc, độc hại thì đương nhiên có quyền, ở đây tôi dùng là có quyền nghỉ hưu sớm hơn là 5 năm. Nhưng mà nếu như cũng là nặng nhọc, độc hại hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại mà lại cộng thêm suy giảm từ 61% trở lên thì họ có quyền nghỉ hưu là tới sớm hơn tới 10 năm. Đấy, tôi nói như thế. Và đương nhiên là người ta nghỉ hưu sớm hơn thì kèm theo chúng ta phải thiết kế toàn bộ các chính sách khác như chính sách về bảo hiểm xã hội này, chính sách trợ giúp khác này, vân vân. Tăng tuổi nghỉ hưu là xu hướng tất yếu ở các quốc gia để ứng phó với già hóa dân số, bình đẳng giới, nhu cầu thị trường lao động. Tuy nhiên, tăng ở đối tượng nào, ngành nghề nào được tính toán, không áp dụng theo kiểu cao bằng. Thưa quý vị, đối với giáo viên, ngoài áp lực về việc đảm bảo trình độ chuyên môn, nỗi lo về những đầu việc khác như vấn đề sổ sách cũng đáng chú ý. Trước đây, trong những cuộc kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có những trường yêu cầu giáo viên phải có tới 11 loại hồ sơ sổ sách, khiến các thầy cô áp lực và mất rất nhiều thời gian. Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo giảm tải nhiều hồ sơ sổ sách
tăng ứng dụng số hóa ngành giáo dục được các thầy cô đánh giá là cần thiết để giúp giáo viên tập trung chuyên môn nhiều hơn. Nếu như trước đây, cô giáo này phải mang theo nhiều loại giấy tờ lên lớp như sổ họp chuyên môn, sổ chủ nhiệm, sổ dự giờ, thì nay, với điều lệ trường tiểu học kèm thông tư 28 mới được ban hành, tất cả những loại sổ này đã được tích hợp thành sổ điện tử. Chỉ cần một chiếc laptop, cô có thể soạn bài giảng, đánh giá học sinh và trao đổi với phụ huynh. Ngày xưa mà khi mà làm sổ là tôi mất rất là nhiều thời gian để tôi làm sổ. Còn bây giờ thì tất cả là được hệ thống hóa trên hồ sơ điện tử, thì tôi giảm chi phí in ấn nè. Tôi cũng lưu trữ được rất là nhiều những cái loại hồ sơ quan trọng mà sắp xếp thì rất là hợp lý. Nếu như mà ngày xưa mà tôi cần một cái loại sổ sách gì của những năm trước á, thì phải nói là rất là khó khăn khi mà có thể tìm lại được những cái thông tin đó. Còn bây giờ mà khi sử dụng hồ sơ điện tử tôi tìm rất là dễ dàng. Ngoài ra, việc số hóa sổ sách cũng sẽ giúp lưu trữ dữ liệu dễ dàng, dễ quản lý và giảm nhiều chi phí. Kế hoạch dạy học không phải là in ra nhiều giấy tờ như ngày xưa nữa, và chúng tôi cũng có thể kiểm tra bất kỳ lúc nào ở trên cái phần mềm OneNote. Và bên cạnh đó, nhà trường cũng tích hợp cái cổng thông tin điện tử với lại là eNet Việt để giáo viên có thể là cập nhật điểm, cập nhật nhận xét của học sinh trực tiếp ngay trên điện thoại. Còn ở khối trung học cơ sở và trung học phổ thông, trước đây trong những cuộc kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có những trường yêu cầu giáo viên phải có tới 11 loại hồ sơ, sổ sách, khiến các thầy cô áp lực và mất nhiều thời gian. Thông tư 32 mới có hiệu lực đã bỏ đi hai loại sổ là sổ dự giờ và sổ họp. Nghĩa là bớt được khoảng 1/3 cái khối lượng công việc có tính hình thức cho người giáo viên. Thì như thế thì người giáo viên sẽ có nhiều thời gian tập trung vào chuyên môn hơn. Trước đây có thể chẳng hạn một cái môn học 105 tiết có khi các thầy cô phải soạn 105 cái giáo án, thì bây giờ không phải vậy. Tức là 105 tiết là quy định theo năm học. Cho nên khi được thiết kế thành các cái bài học thì mỗi bài học có thể vài 3-4 tiết. Và như vậy cái số lượng kế hoạch bài dạy nó sẽ ít hơn cái số tiết trên một năm. Giờ thăm lớp ấy thì chúng tôi không có quy định một cách gọi là hành chính. Cho nên cái việc dự giờ của các thầy các cô là phải đi theo cái kế hoạch của tổ chuyên môn. Hơn nữa, sau mỗi một lần dự học chuyên môn như thế thì nghiễm nhiên là tất cả các thầy các cô ở trong tổ đấy đã không phải soạn lại cái bài đó nữa, bởi coi như thừa hưởng cái đấy là cái sản phẩm chung của cả tổ rồi. Trong bối cảnh chuyển đổi số như hiện nay, việc giảm bớt đầu sổ sách, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác hồ sơ điện tử đang được ngành giáo dục đẩy mạnh. Điều này sẽ góp phần giảm gánh nặng với hàng triệu giáo viên, giúp các thầy cô tập trung cho chuyên môn của mình. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Bình vừa cho biết, cơ quan này đã kịp thời điều tra, giám sát và đưa vào khu cách ly y tế tập trung của tỉnh tại trường quân sự cũ 3 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia về thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vào ngày 1 tháng 1 năm 2021. 3 trường hợp đều làm thợ hồ tại Campuchia, nhập cảnh trái phép từ Campuchia theo đường mòn lối mở về biên giới Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh vào ngày 30 tháng 12 năm 2020, sau đó về An Giang và bắt xe khách Huệ Nghĩa từ An Giang về thành phố Hồ Chí Minh. Vào sáng 31 tháng 12 năm 2020, cả 3 người này lại bắt xe khách Bình Sơn tuyến thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội về thị trấn Phong Nha, tỉnh Quảng Bình vào sáng ngày 1 tháng 1 năm 2021 và đến khai báo y tế tại trạm y tế thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch. Ngay sau khi nhận được tin báo, ngành y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã phối hợp với các ban ngành và chỉ đạo các đơn vị, cơ sở có liên quan triển khai các phương án phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, trực tiếp điều tra, truy vết, xử lý theo quy định và đưa 3 đối tượng nhập cảnh trái phép vào khu cách ly tập trung, lấy mẫu và chờ kết quả xét nghiệm.